Xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang đứng ngay đường TL39 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có diện tích ngang 5 sâu 17, thổ cư là 60m², tổng diện tích lô đất là 86m², và chủ cũng mới vừa gửi cho Phúc với giá là 3.600.000.000. Đất này thì có sổ hồng riêng và Phúc sẽ quay xung quanh đường trước nhà cho quý anh chị xem nha. Đường trước nhà chúng ta có chiều ngang là 8m, nằm trong khu phân lô rất là đẹp, xung quanh nhà lầu rất là nhiều. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trường cao đẳng điện lực chưa tới 500m nha quý vị, khoảng 300-400m là tới các chợ và ủy ban phường, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Một lô đất rất là đẹp, nằm trên một con đường rất là lớn, đường này đường hai xe hơi nha quý vị, rất đẹp. Đây, vị trí của lô đất của chúng ta là sát trong nhà này, có chiều ngang qua 5m và chiều dài là 17m, tổng diện tích là 86m², thổ cư là 60m, được chủ gửi bán với giá là 3.600.000.000. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem đất và gặp trực tiếp với chủ để chúng ta làm việc. Đây, lô đất chúng ta và nằm trong khu dân cư đồng bộ, rất là nhiều nhà lầu nha quý anh chị. Quay sơ xung quanh cho quý anh chị xem nha. Đây, đường trước đất của chúng ta nè, đường là đường hai ô tô. Đây là vị trí lô đất của chúng ta. Từ vị trí này chúng ta đi khoảng 200m là chúng ta tới trường cao đẳng điện lực nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá cả và về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.